Chưa chắc là một điều đảm bảo để bạn có thể là đội đứng ở vị trí số 1 ở bảng điểm chung cuộc. Đúng vậy. Và chúng ta sẽ đến với đảo sa mạc. Để trả lời cho câu hỏi của Vũ Đại, ok mình già hay không? Thì bạn có gì? Thế có top 10 à? Và top 10 cũng là vị trí đứng của AFK trong đấu trường Sito mùa xuân 2020. Tuy nhiên rằng ván thi đấu vừa rồi hãy nhớ rằng Heavy vừa xếp trên V-Gaming đấy nhá. Vâng, và nhưng Binsu có quyền được nói như vậy thôi. V-Gaming dù sao thì họ cũng đang có được hai cái top 1. Hai cái top 1 không phải chuyện dễ đúng không ạ? Và đúng đấy, rõ ràng thì họ vẫn là đương kim vô địch của chúng ta. Và với 3 ván vừa rồi, với 2 ván mà trong đó có 2 ván top 1 thì thực sự là thuyết phục. Đến thời điểm hiện tại của tôi là thuyết phục. Và đây cũng là ván thi đấu cuối cùng của bảng B. 4 ván thi đấu của họ sẽ được hoàn thiện sau khi map đảo sa mạc này hoàn toàn khép lại. Và chúng ta đến với đảo sa mạc nào. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với ván thi đấu thứ tư của đấu trường sinh tồn mùa hè 2020, tuần thi đấu thứ nhất. Chúng ta có bảng B và C đối đầu với nhau tại đảo sa mạc và rất nhiều đội tuyển đã nhảy rất sớm rồi. Và đây là một đường bay không hề xấu một chút nào cả. Và SCVG đang chơi chiến thuật 1-2-1 rất chủ động. Một đường bay tương đối đẹp dành cho các đội tuyển và chúng ta thấy được rằng là V-Gaming đã chọn được cho mình một vị trí tương đối an toàn và không có một sự cạnh tranh nào của các đối thủ và một vị trí cũng tương đối gần bản đồ. Trong khi đó thì With The Potential thì ngay trung tâm bản đồ luôn. Ở phía dưới thì Hà Nội Team cùng với Box Gaming đang có một sự chạm trán. Ở phía trên thì 8X Team cũng như là Quality cũng sẽ có màn đối đầu ở vị trí phía góc 12 giờ này. Và khu lọc dầu lần đầu tiên có một đội tuyển sờ đến sờ nhẹ nhẹ mà thôi, nhưng cũng đã đủ để đó là lần đầu tiên rồi. Đó là With The Potential. Sau khi họ không nhảy ở khu vực ván thi đấu trước nữa, bởi vì ván thi đấu này SQ mới là đội ở xưởng tàu ngầm cơ. Và Hà Nội Team một lần nữa lại xuất hiện ở trại chỉ huy. Và họ vẫn có khách. Đây là Box Gaming. Vẫn tiếng súng từ chưa nổ ra. Trong khi đó phía trên 8X Team đã phải tách ra để không chạm trán với Quality. Những gì mà Quality đã thể hiện thì rõ ràng là bất cứ đội tuyển nào cũng sẽ phải cẩn trọng với Quality thôi. Và bên phía kia thì Ryuk đã là người đầu tiên nằm xuống rồi. Bên phía này Shin có tầm bắn. Shin muốn bắn, tuy nhiên rằng anh ta chưa bắn trúng được. Còn bên phía này thì đó chỉ là những pha chào hỏi nhẹ nhẹ để xác định rằng đền thờ này là đền thờ mang tên Quality, không ai được đến đây hết. Đúng là như vậy, phía trên thì Hà Nội Team đã có được cái mạng đầu tiên. Trong khi đó phía này thì lúc đã bị lên bảng điểm số. Thanh Nhã, Phèo và VTB là những người còn lại của Box Gaming. Họ đang phải di chuyển, lượng đồ đang là không thực sự nhiều. Và lúc này chỉ có đúng một khẩu súng ở trên người của Phèo thôi. Và anh ta sẽ phải di chuyển và lút thêm một số lượng đồ cần thiết cho những khoảnh khắc sắp tới của trận đấu. V-Gaming ở một mình ở vị trí này, họ đang có một khoảng không quá rộng mà không bị động đến bởi bất cứ một đội tuyển nào khác. Và ván thi đấu này thực sự là bảng B và C nó hơi khác so với những gì tôi nghĩ. Tức là lúc đầu tôi nghĩ nó sẽ nhanh lắm. Vâng. Nó sẽ nhanh hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng bảng A và B mới là bảng đấu nhanh hơn. Việc bảng B thi đấu 4 trận liền có lẽ cũng là một điều tốt dành cho họ để họ có thể quen tay. Nhưng đôi khi nó cũng có thể khiến cho cái thể lực của họ và sự tập trung trong 4 trận đấu liên tiếp có thể sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng dù sao đây sẽ là trận đấu quyết định để chúng ta xem rằng liệu cái sự thần kỳ hay là cái phong độ tuyệt vời của V-Gaming có được duy trì hay không. Ôi dồi ôi. Và bây giờ thì khu vực này có tới 3 tên. 3 cái tên đó là 8X, đó là Quality. Và T89 đã cảm thấy mình hơi lạc lõng. Tôi ok, bây giờ thì Tuấn lạc quan giữa đám đông. Nhưng khi một mình thì đồng đội đi hết mất rồi, còn đâu. Và bây giờ T89 hay còn được biết đến với team Brazil ngày xưa đang cần những góc bắn, cần những góc trốn hợp lý hơn. Đi đâu cũng gặp người, đi đâu cũng gặp địch. Quá đáng sợ.
cái trận đấu giữa bảng B và bảng C này tôi có cảm giác là lúc nào cũng sẽ gặp một trường hợp là một người sẽ phải chạy bốn người còn lại. Bây giờ là T89 với Quality thì không biết rằng là nhà này có một mình T89 hay không. Vô số thì xong rồi. Và bây giờ thì chỉ còn lại Pheo và tôi, nhưng một mình Pheo thì đâu có thể làm được gì. Và đội tuyển đầu tiên nằm xuống trong ván thi đấu này là cái tên không ai có thể tưởng tượng được, đó là Box Gaming. Rất đáng tiếc dành cho Box Gaming, nhưng rõ ràng là King for Survival đã có một tình huống chủ động hơn rất nhiều. Kill đã được cứu lại và bây giờ lượng máu của anh ta đang hồi. 3 kill dành cho King for Survival, đúng như cái tên của đội tuyển này, giết để có thể tồn tại. Đúng vậy, và ba điểm ở cục này là của Box Gaming. Hơi đáng tiếc dành cho Box Gaming khi mà họ đang chưa làm quen được kịp thời. Tôi cứ nghĩ rằng đây phải là với cách tính điểm này, với chiến thuật săn người mà cần cả não, là những thứ mà Box Gaming hoàn toàn có, nhưng nó lại chưa được hợp lý với họ cho lắm. Có vẻ như việc này đang dẫn đến từ việc là họ hơi lệch nhịp với nhau. Và còn thêm thời gian để cho Box Gaming. Còn bên phía này thì 8X đang phải giải quyết vấn đề bằng tên Quality. Ô, tên 89 có một pha nhảy xuống hơi hớ hình. Và anh ta đã phải nằm xuống rồi, một pha xử lý hơi khó hiểu. Ván trước là Mewkill của ván này là T89 kiểu. Đồng đội nói rồi, anh ơi nhìn em làm này, đấy, thấy em hớ hình không? Thế xong T89 ván này, ok anh cũng làm được, em lại nhìn thế này. Trời ơi. Những cái gì diễn ra của T89 kể từ đầu trận là tương đối vô duyên, một tình huống kéo bay lên đồi cũng không để ý nghĩa gì cả, trốn thoát cũng không để được. Và bây giờ thì họ gặp Quality thực sự là cũng quá khó dành cho T89. Việc nằm xuống là hợp lý thôi, còn bây giờ là ăn kill. V-Gaming đây rồi, V-Gaming thì quá an toàn. Còn đây là 8X team, còn lại hai người Tuấn Anh và Mewkill. Ôi, bây giờ thì họ không còn phải là, không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng kéo top thôi. Còn hai người này mà bây giờ còn chơi chiến thuật săn người đó thì chắc chắn là bị săn ngược lại, cam đoan luôn. Tôi nhớ không nhầm thì ván trước 8X team cũng gặp rất nhiều những vấn đề ngay từ đầu game. Họ không còn đủ 4 người thì phải. Bây giờ thì vị trí của Tuấn Anh nhắm đi đâu đây? Tương đối gần vòng bò, nhưng có lẽ rằng là việc đi săn người sẽ là quá khó, như anh Quang cũng đã nói về 8X team trong phần còn lại của trận đấu này. Còn đây là HQ. Họ vẫn còn 4 người, nhưng họ bắt đầu nhìn thấy một vài cái tên xuất hiện cạnh mình rồi. Và nếu tôi nhìn không nhầm thì đó là Hà Nội Team. Và nói về quan hệ giữa SQ cùng với cả Hà Nội Team thì cũng không phải là không có, khi Funky Em tại mùa xuân chính là huấn luyện viên của Hà Nội Team. Vậy nên là việc mà vô tình gặp gỡ rồi mang theo nhiều mộng mơ thế này, nó cũng là cái gì đấy dễ hiểu. Những cái gì mà người thực tế thường tìm đến nhau thì họ sẽ tìm đến nhau thôi. Và bây giờ là vị trí của Heavy, Phú Đại, Bạch, Kim Chon, Panda. Rõ ràng là một đội hình quá mạnh, nhưng họ cần thêm thời gian để có thể có được những vị trí tốt hơn so với ván đấu vừa rồi. Chưa có một kill nào trong khi lượng đồ là quá đầy đủ rồi. Và thực sự là như vậy, khi mà Heavy đang chơi chiến thuật khá chắc, tức là họ cứ đi thôi. Nếu học người thì họ sẽ tính toán việc họ có thể công hay không. Còn nếu không thì đó vẫn là những thứ mà Heavy mạnh nhất, đó là di chuyển, rồi xử lý kỹ năng cá nhân ở những vòng bo cuối cùng dựa vào đôi bàn tay của những Bảy và Kim Tròn. Và bây giờ thì họ đang thực sự chơi theo chiến thuật này. Còn bên phía này thì chiếc xe bị bắn rất đau, còn nửa cây máu thì một người đã nảy xuống, đó là Boy Cây rồi. Và ôi trời ơi, nhìn trên bản đồ Boy Cây sau khi nhảy xe này, anh ta bây giờ quay đi đâu cũng có địch, mà chỉ có một cái gốc cây để ôm thôi. Thì có chàng trai viết lên cây à? Quá khó. Bây giờ thì chúng ta chờ xem rằng ai sẽ tìm ra cái vị trí của anh ta đầu tiên thôi. Và nhưng King for Survival vẫn còn 4 người. Chẳng qua là bây giờ họ không còn là 4 người ở với nhau nữa, mà mỗi người một nhà mà thôi. Có vẻ như sau khi có 3 kill thì họ bắt đầu có vốn. Có vốn là đi mua nhà. Mua nhà xong thì không ở chung nhà nữa, là mỗi người một nhà, đâm ra bây giờ thành khó. Mua xe thôi, rồi đi xe bỏ lại nhau. Boy Cây ở một mình ở một vị trí này tìm được cái tròi này cũng tương đối là ổn. Và quay trở lại với cả King for Survival. Không phải, King for Survival đang khá là có nhiều thời gian được lên sóng, bởi vì họ có mức ván thể hiện thực sự là tốt hơn rất nhiều so với những gì người ta biết đến ở mùa xuân, chỉ là một đội tuyển tên là King for Survival nhưng lại chỉ Survival. Còn mùa này thì họ thực sự đã thêm được chữ kill vào trong tên của mình, và họ đang có rất nhiều điểm ở cục đấy chứ. Và ở đây thì có lẽ là chuẩn bị có chiến tranh nổ ra khi mà X Game đang tiến vào. Còn đây thì giấy chất đang cố gắng bắn rồi. Giấy chất tắn rồi, tuy nhiên là vào tường hơi nhiều. Và X Game cũng đã chú ý được điều này. Hai đội tuyển này đều đang ở ngoài bo, và giấy chất là người có thể ke đi ba thành viên bên phía X Game Omega.
nhiên là một mình anh ta ở đây và anh ta bị móc máy. Một thành viên khác của X-Game đã móc thành công vào vị trí của SCBG. Bây giờ SCBG nói rằng thôi được rồi, không chơi cover, không chơi backup nhau gì hết, mà ra tranh 4 đấu 4 đi xem nào. Bây giờ thì X-Game đã chiếm được cái nhà rồi, một phần nào đó của cái nhà đấy. SCBG đang phải di chuyển vị trí của Hổ. Hổ đã thi đấu tương đối ổn ở trong những ván đấu đã qua. Và chúng ta có điểm qua một chút về bảng xếp hạng thời điểm hiện tại. Vgaming với 77 điểm. Họ đang cách đội ở dưới tới hơn 20 điểm, 22 điểm, 11 kill hoặc một top 1, 1 kill. Và Phú Quý thì bắt đầu bị phả ở rất nhiều hơi nóng khi mà Vgaming đang có những ván bứt top hơi khủng khiếp một chút ở thời điểm hiện tại. Vậy chúng ta cũng có thể nhìn thấy đó là Heavy với 31 điểm đang đứng thứ 9. Nhưng khi ván thi đấu này kết thúc thì họ nếu vẫn là một cái top 2 như vừa rồi thì họ hoàn toàn có thể ngoi lên đó là vị trí tầm thứ 6. Đúng là như vậy, chúng ta nhìn thấy bảng điểm với sự vươn lên của Vgaming rất nhanh, hai cái top 1. Nếu như muốn nói là vị trí không quan trọng thì cũng không phải. Và cái điều đó được minh chứng bằng cách là hai cái top 1 giúp cho Vgaming có được một vị trí cách đến gần 20 điểm so với phần còn lại của cái bảng điểm. Quality, quality ở trên khu vực này ngắm xuống cách tương đối đơn giản ở cho đội phía dưới. Một cái flycam chúng ta thấy được rằng là Kim Fosio đang có một tình huống tách ra. Vị trí của Boy vẫn đang còi đấy. Và bên phía này thì Broy đang ngắm bắn vào vị trí của SCBG, hạ nóc được một người, tuy nhiên là confirm là chưa thành công. Confirm có vẻ như chưa thành công và cũng đã bắt đầu bị đổi máu ngược trở lại đến từ vị trí của SCBG bắn vào Broy. Bây giờ thì Destiny đã có một pha công nhà rất hổ báo với người đồng đội của mình. Đơn giản thôi vì họ đã cầm cho mình hai khẩu shotgun. Nhưng mà ok, họ chỉ chơi chiến thuật là họ mình đi qua nhau như chưa bao giờ quen biết nhau mà thôi. Làm gì đây, làm gì đây, đi ra ngoài vòng bo. Và trên phía này thì CP0 đang chơi đúng theo vị trí của anh ta, đó là bắn tầm xa. Còn hai thành viên bắn tầm gần là Destiny cùng Milan thì đang di chuyển vào trước. Họ quyết định di chuyển ra ngoài bo để tìm một con đường đẹp hơn cho cả bốn người cùng có thể tồn tại. Nhưng liệu rằng đó có phải là một quyết định hơi quá tham vọng của Bray thời điểm hiện tại hay không? Vẫn còn rất nhiều đội tuyển bây giờ mới chạy vào bo và bị bắn rất đau. Và chúng ta có một góc flycam cho thấy rằng không có người và Destiny nằm xuống rồi. Destiny đã nằm xuống dưới họng súng của SCBG và sau pha lái xe ra ngoài bo để tìm con đường đi cho mình thì người phải ở lại là định mệnh. Vâng, đúng là như vậy. Và đây là X-Game có 2 kill rồi, một vị trí của No Hope For You và Sin. Bây giờ họ đang ngắm đến vị trí của ProA, một căn nhà tương đối đẹp để X-Game có thể ngắm ra. Những phút tiếp theo thì sẽ là tương đối khó khăn cho họ khi mà họ cần phải tìm một con đường để đi vào vòng bo. Bây giờ có một tình huống công lên. Và đây là Vgaming đối đầu với Heavy. Bất kỳ ai nằm xuống cũng là vô cùng khó khăn, nhưng bên phía này thì ProA quyết định sẵn sẽ giao tranh cùng với X-Game Omega. Hai màn bon có pha đẩy ra quá thông minh, Milan là người đầu tiên nằm xuống. Nhưng mà bên này còn lại Shippy, một đánh hai với Shippy dường như là một câu chuyện hơi khó. Và thực sự là như vậy, Broy đã phải nằm xuống hoàn toàn trong ván thi đấu lần này. Và top của họ là top 11. Vâng, rất đáng tiếc dành cho Broy, nhưng cũng phải nói rằng hái mạ non cùng với những người đồng đội của mình đã có một tình huống tách ra rất thông minh, rất đúng kịp thời để khiến cho địch gặp vấn đề về mặt vị trí. Còn đây là Vgaming, Vgaming đang đối đầu với Heavy. Quan trọng của tôi nhưng Tango đã phải nằm xuống. Bây giờ chỉ còn Crazy và Bin thôi. Và bây giờ là giao tranh còn lại giữa hai người của Vgaming với đó là Heavy. Bắn chưa tốt đến từ Crazy, anh ta cần phải sạc lại đạn. Anh ta bắn vẫn chưa tốt và anh ta đã phải nằm xuống hoàn toàn rồi. Bin Su lại là người cuối cùng tồn tại của Vgaming thì chính xác hơn. Và anh ta cần phải kéo top, anh ta cần phải kéo top. Đây là top 10 với 31 người còn sống. Còn Heavy bên kia thì còn cả 4 người hưng ứng khí thế đẩy lên. Bin Su bây giờ bo đằng sau lưng, đằng trước là địch thì ôi giời ơi, hết rồi còn đâu em ơi. Đây là hàng đội team Buffalo đã bị nốc và họ còn 3 người đến với tầm 1 và Thái Sơn trẻ ngày đang bị bắn rất đau. Và bây giờ thì còn lại 2 người là Mr. Bobo cùng Thái Sơn mà thôi. Buffalo không được cứu. Q47 bên này thi đấu rất chủ động và một người nữa phải nằm xuống là trẻ ngé. Tiếp tục cứ đứng lên, đứng ngồi xuống như thế này thì hơi mất thời gian, cần phải cứu. Và có lẽ rằng đây là một pha mà bom keo như vậy là quá đủ rồi. Nhưng họ không hề biết rằng chỗ này chỉ có một người mà thôi. Họ tiếp tục bị bắn từ một phía khác và dường như câu chuyện đang trở nên khó khăn hơn rất nhiều dành cho Hà Nội Team. Ở đây chỉ có một mình Bunny biết điều này thì nên đẩy. Còn nếu ở lại quá lâu thì không khác gì tự sát cả. Heavy đang có những phát bắn rất đau. Thái Sơn đang muốn công lên vị trí của Bunny. Bắn bom keo, một kiểu bom keo nữa.
Thái Sơn đang móc từ phía sau. Victor 1 bị nóc, tuy nhiên thì có vẻ như là Hà Nội Team đã có thể lấy được vị trí này rồi. Và bây giờ thì chỉ còn lại trẻ ngé mà thôi. Bunny đã làm hai người của Hà Nội Team rồi. Và đây không phải là Hà Nội Team mà tôi biết. Họ liên tục giao tranh thua và họ không còn bất kỳ ai trên bản đồ này cả. Top 9 gọi tên Hà Nội Team. Bunny cùng với những cái bom kèo của mình đã thủ rất hay những đường bắn của Hà Nội Team cũng như là của Heavy nữa. Heavy đứng ở vị trí này nhìn được mọi hướng. Và bây giờ Bunny bị bắn. Đó là vị trí của ảnh với Kayska. Bunny chạy đang đi đâu? Khó quá rồi. Q4Zovo là đội tiếp theo sẽ phải đứng ở vị trí thứ 9 thì phải. Đúng vậy, Q4Zovo không, Q4Zovo chỉ mất đi một người thôi. Mất một người. Chính xác hơn là họ chỉ mất đi Bunny mà thôi. Nhưng đó là pha Bunny đã đổi 3 mạng của hai mạng của Hà Nội Team. Và có vẻ như Hà Nội Team đang thật sự chật nhịp ở trong ngày thi đấu đầu tiên này. 4 trận đấu của họ đã hết. Và bây giờ thì Q4Survival mới chính thức nằm xuống này. Và họ là top 8. Chính xác là vậy, và top 8. Còn đây là HQ. Họ vẫn đang có đủ 4 người cùng với một lượng đồ tương đối ổn. Cũng một căn nhà tương đối gần bo nữa. Đang bắn vào vị trí của Kim Tròn đến từ Heavy. Phú Đại đang di chuyển từ phía sau và họ sẽ chạm trán với VGaming. Còn lại đúng một người thôi. Bây giờ thì SQ vẫn còn lại cả 4 người. Tuy nhiên họ đang khá gần bò. Và đằng trước họ cũng có một chút backup. Và SCVG mất đi một người. Đó là Joker lấy đi Mew. Bên phía này thì Hoàng vẫn đang cố gắng tìm những góc bắn và VGaming. Insu chính thức ở lại vị trí thứ 6. Nhưng đó cũng là một pha mà họ thực sự tốt. Khi kéo được tốt thành công rồi. Vị trí thứ 6 có thể sẽ giúp cho VGaming vẫn có được một vị trí cao trên bảng xếp hạng. Thì họ đang có khoảng cách tương đối lớn. Và NTR có một tình huống bắn rất ok. Tiếp tục là những tình huống xử lý cây Scar và tiếp tục có được một điểm hạ gục nữa. Vẫn còn đủ 4 người nhưng bây giờ thì Hoàng bắn tương đối đau. Sâu kêu còn ít máu thôi. Và bây giờ thì bên phía của Quality bắn từ trên xuống. Nhưng Joker có một pha đứng hở đầu và Funky bắn xử lý kỹ năng cá nhân là quá tốt. Nhưng NTN bên kia đang bị bắn rất đau và anh ta có kịp bóp kèo để cứu thành công. Đó là Funky End. Bên phía này thì SQ vẫn còn 4 người. Nhưng 4 người của bên phía Quality đẹp hơn rất nhiều. Bởi vì họ đang ở trên đỉnh của thế giới này. Bây giờ Quality gọi là top team. Còn bên phía kia thì chúng ta còn lại 2 đội tuyển nữa. 4 người của HQ, 4 người Quality. À, thực ra là 3 người của Quality thôi thì chính xác hơn thì phải. Bởi vì Heavy vẫn còn cho mình đó là 2 người. Liên tục là nốc lên nốc xuống. Và Heavy không hề giao tranh. Họ đã có những quyết định vô cùng thông minh. Họ không muốn bị lộ vị trí nhưng bây giờ thì lộ rồi này. Một quả bom được ném ra. Heavy chỉ còn 2 người thôi, Phú Đại cùng với Panda. Và bây giờ thì Quality bỗng nhiên chỉ còn lại một mình Shin. Và Shin thì hơi khó trong tình huống này. Của HQ thì còn lại cho mình đó là 3 người. Và họ có cho mình top 1 với một pha xử lý hai hướng cùng một lúc. Chính xác là như vậy, Quality đã ở phía trên có một vị trí quá đẹp rồi. Nhưng họ không thực sự quyết đoán trong pha xử lý cuối cùng. Nào, đưa tay lên nào, mãi bên nhau bạn nhớ. Và có ngay cái top 1 với một tình huống mãi bên nhau như vậy. Và SQ đang có những ván thi đấu thăng hoa. Phải nói là như vậy, ván trước top 2 và ván này thì top 1. Đó, họ thi đấu chủ động hơn rất nhiều so với chính ván thi đấu thứ 3 vừa rồi. Còn Heavy thì có một pha xử lý cũng khá hay. Tức là họ không muốn lấn vào giao tranh. Tuy nhiên là Funky em có pha rất nhạy. Anh ta nhận ra là có người bên cánh phải. Và họ đẩy lên cùng một lúc xử lý cả Quality và Heavy luôn. Vâng, và đó chính là những gì mà chúng ta nhìn thấy từ kinh nghiệm của Funky em. Heavy tiếp tục có một cái vị trí trong top 3 cũng là một điều tương đối ổn dành cho họ với một đội hình rất mạnh như vậy. Nhưng rõ ràng ở trong tình huống cuối cùng họ cần phải làm tốt hơn nữa, họ có thể làm tốt hơn nữa. Quality thì hơi đáng tiếc một chút, họ có đầy đủ nhân sự ở phía trên. Nhưng thực sự là cái sự thiếu quyết đoán ở trong pha xử lý cuối cùng đã khiến họ bị chia cắt. Và sau đó thì chỉ có đúng một người phía trên và lúc đấy thì nhiệm vụ còn lại của SQ là tương đối dễ dàng. Đây là SQ với thành viên NTN. Đúng vậy, là NTN. Một người được biết đến với khả năng chạy bò nhiều hơn. Nhưng anh ta cũng đã có cho mình 5 kill rồi. Để chứng minh rằng kỹ năng cá nhân của anh ta cũng chưa hề mai một một chút nào cả. Còn VGaming vào thi đấu vừa rồi sau ván phao pha giao tranh lỗi, thì Binsu vẫn có thể kéo đến top 6 là một câu trả lời không hề tệ với việc là một mình đấu tất cả. Vâng, Binsu đã có những hướng chạy giữa vòng vây của địch tương đối hay cho đến những khoảnh khắc cuối cùng mà anh ta nằm xuống là một khoảnh khắc mà anh ta bị kẹp giữa hai đội tuyển khác. Binsu kéo được cái top 6 cho VGaming, có lẽ đó là vị trí vẫn đủ để giúp cho họ có được cái vị trí top 1 chung cuộc sau 4 trận đấu. Còn Quality đang thể hiện bộ mặt mà rất hay và tôi thực sự là phải nói là tôi đang rất bị ấn tượng bởi team này. Họ liên tục
có cho mình những pha xử lý quét sạch đối phương rất hay, và thậm chí đó còn là khả năng di chuyển. Hãy nhìn vào cách họ đứng bò, hãy nhìn vào cách họ tìm những vị trí đẹp để giao tranh. Và Quality nếu không nói thì không thể nhận ra đây là một tân binh. Vâng, họ cần một chút kinh nghiệm, cần một chút sự bình tĩnh trong những vòng bò cuối cùng để có thể có được cái tốc cao hơn nữa thôi. Nhưng dù sao thì với những gì họ đã thể hiện thì đúng thật đây sẽ là một trong những đội tuyển rất đáng để chờ đợi tại đấu trường sinh tồn mùa hè năm nay. Như vậy là Heavy đã trải qua hai trận đấu đầu tiên của mình tại đấu trường sinh tồn mùa hè vòng bảng này. Có lẽ chừng đó là đủ để họ có thể làm nóng được cơ thể, và những đôi tay của mình sẽ hướng đến cái top 1 ở trong trận đấu tiếp theo. Trận đấu mà họ sẽ gặp đội ở bảng A. Bảng A chưa có một cái tên nào đã có được cái top 1 cả. Bảng A thực sự là chưa có cái tên nào có top 1 cả. Và SQ vừa rồi mới là cái tên đầu tiên có thể phá đi chuỗi 3 lần liên tục lấy top 1 của bảng B. Đúng rồi, như vậy. Và không biết rằng bảng xếp hạng của chúng ta thời điểm hiện tại đã như thế nào rồi. Bởi vì có rất nhiều biến động, thực sự là như vậy. Khi mà bảng C thi đấu phát là có những cái sự thay đổi ngay. Và chúng ta xem lại một chút về phần highlight nhá. Thì chúng ta thấy rằng đây là một pha mà Shippy hơi khó. Bởi vì đang đẩy lên thì đồng đội cứ chết dần chết mòn nên anh ta quay lại, có làm gì còn ai nữa thì thôi đi cùng, dễ. Quá dễ, và Hai Mà Non đã pha di chuyển bóng đằng sau quá hay, lướt qua những tình huống bom kèo và có được những cú bắn. Còn đây là VGaming, Đắc Lớp ngã xuống quá sớm, trong khi đó Binsu thì máu yếu, không thể làm gì. Meiko cùng với Quazy ở lại cũng không thể làm được gì trước những phát bắn quá đau đến từ Heavy. Và sau đó thì Binsu đã phải di chuyển với một trạng thái là một mình, một vòng vây của kẻ địch. Và SQ, chúng ta cũng có thể nhìn thấy ngay số điểm của vòng vừa rồi, đó là top 6. SQ Esports có 40 điểm, tức là họ có 10 kill. Wow, một con số không hề nhỏ nhá. Tôi phải nói với meta hiện tại 10 kill là con số không hề nhỏ. Và đội tuyển top 2 là Heavy, một lần nữa là Heavy với 35 điểm. Và cộng với 34 điểm ván trước là họ đang có 66 điểm, một con số không hề nhỏ đâu. Điều này có thể đưa cho họ lọt vào top 6. Những cái tên còn lại thì rõ ràng là cũng không hề có gì quá lạ rồi. Và chúng ta đến với phần phỏng vấn nào. Xin chào tất cả các bạn khán giả đang theo dõi trực tiếp trên các kênh sóng của Garena Free Fire. Chào mừng các bạn đã đến với màn phỏng vấn sau trận đấu của đấu trường sinh tồn mùa hè năm 2020. Mình là Minh Anh, và ngay bên cạnh Minh Anh lúc này chính là tuyển thủ NTN đến từ đội tuyển HQ Esports. Đây cũng chính là đội tuyển mà đã rất xuất sắc giành được vị trí top 1 trong trận đấu vừa rồi. Ngay bây giờ thì hãy cùng với Minh Anh trò chuyện với NTN nhé. Xin chào bạn, lần đầu tiên thì xin được chúc mừng bạn cũng như là team của mình vì đã giành được vị trí top 1 trong trận đấu vừa rồi. Không biết rằng lý do nào đã giúp cho team của mình giành được chiến thắng vậy? Team em hiện tại thì rất là đoàn kết và nghe theo sự chỉ huy của một người, nên là việc giành top 1 khá đơn giản. Không biết rằng là bạn đánh giá như thế nào về các đội tuyển trong mùa giải năm nay, và đối với bạn thì đâu là đội tuyển gây cản trở nhiều nhất và nặng ký nhất với team của mình? Đối với đội tuyển của em thì đối thủ nặng ký nhất là Heavy. Heavy. Lý do vì sao vậy, bạn có thể chia sẻ thêm được không? Vì Heavy tập hợp rất là nhiều tay to từ các team khác. Hợp lại thành một team thì hiện tại bây giờ rất là mạnh. Thì, trong đội tuyển Heavy thì bạn thấy tuyển thủ nào là tuyển thủ đáng gờm nhất? Bảnh. Người đồng đội cũ của em. Bạn có muốn chia sẻ điều gì hay là nhắn nhủ gì đến với Bảnh không? Cẩn thận cái đầu em nhé. Được rồi, vậy thì trong trận đấu tiếp theo bạn muốn tuyên chiến với đội tuyển nào? Thì em muốn tuyên chiến với này, đội tuyển Gao. Được rồi, vậy thì xin chúc bạn có thể chiến đấu thật tốt để có thể giành được vị trí top 1 và vượt qua Gao luôn nhé. Xin chúc mừng bạn và xin cảm ơn những chia sẻ của bạn rất nhiều. Còn ngay bây giờ thì xin mời các bạn đến với trận đấu tiếp theo. Và chúng ta có đó là SQ Sport rõ ràng rồi. Với top 1 40 điểm thì không có lý do gì họ không phải là người được nhận phỏng vấn, đúng không nào? Chính xác, và NTN đã có một tình huống cũng là một trận đấu tương đối hay với 5 kill. Chắc chắn đó sẽ là một trong những cái tên cần phải được chú ý trong phần còn lại của ngày thi đấu hôm nay. SQ Esports
đã có được cái top 1 và lần đầu tiên một đội ở bảng C có được một vị trí trong top 1 thì chắc chắn là những cái tên của bảng A sẽ cần phải lưu ý khi mà chúng ta thấy được rằng là ở bảng C này cũng có rất nhiều những đội tuyển rất mạnh và cũng có được rất nhiều những cái gọi là khát vọng ở trong đấu trường sinh tồn mùa hè năm nay. Và chúng ta cũng quên không nói một điều, đó là SQ và Heavy. SQ thì chắc hơn là Tân Binh. Và với một Tân Binh mà có hai ván thi đấu xử lý như vậy thì đó gọi là xuất sắc. Và Heavy nữa, Heavy cũng đã có được những sự thay đổi rất nhiều trong thời gian vừa qua bên phía hậu trường. Và họ cũng đã có được những cái điều mà họ muốn sau khi có được hai trận đấu đầu tiên. Và bây giờ chúng ta nhìn đến bảng xếp hạng của lúc này. Và bảng xếp hạng của chúng ta đã có Viga Bình đứng top 1 nhưng họ đã thi đấu 4 trận rồi. SQ với chỉ 2 trận thôi đã có cho mình top 3 với 69 điểm, một con số không hề nhỏ. SCVG vẫn giữ được cho mình top 2 nhưng SCVG thời điểm hiện tại cũng đang bắt đầu gặp khó. Wetter Potential vẫn giữ được top 4 và Heavy cũng chỉ với 2 trận đã có cho mình vị trí thứ 5. Đúng là như vậy, từ vị trí top 3 đến vị trí top 5 không có quá nhiều những điểm số chênh lệch. Rõ ràng Heavy cũng như là Wetter Potential có thể vươn lên bất cứ lúc nào, đặc biệt khi mà ván đấu tiếp theo thì Wetter Potential sẽ có được sự ra sân để thi đấu. Trong khi đó thì Heavy và SQ Sport còn 2 trận đấu nữa. V-Gaming sẽ nghỉ ở trong trận đấu tiếp theo, vì vậy mà cái cách thi đấu như thế này, sau này như thế này sẽ mang lại một cái bảng điểm rất khó lường, khó đoán. Và tất nhiên những đội nào thi đấu trước có được lợi thế, nhưng những đội riêng sau thì họ biết mình cần phải làm gì. Và Box Gaming đang ở vị trí thứ 18, Team Flash đang ở vị trí thứ 16, Hà Nội Team thì là con số 73. Và có lẽ chúng ta hơi khó nhận ra đây là những ông trùm của đấu trường sinh tồn mùa hè, mùa xuân. Cái tên đã đi vào lòng người, những cái tên đã có được rất nhiều cái thành công trong quá khứ, nhưng bây giờ thì họ lại đang tương đối khó khăn trong 4 trận đấu đầu tiên rồi. Và bây giờ thì tiếp thì theo một chút chúng ta sẽ thả lỏng một chút, bởi vì những trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra từ bảng A và bảng C. Bây giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau trong vòng ít phút nữa.